chào tất cả quý vị và khán giả nhé. Thì hôm nay Sơn lại tiếp tục quay về một cái dàn đe với một dàn sáo, và là để cho mọi người đoán xem giờ Sơn có nên làm hay không. Tại vì Sơn thấy là cái te này là hiện tại là nó đang bị teo. Thì Sơn nghĩ là nó cũng không phải là teo, gọi là teo theo kiểu gì, nhưng mà kiểu nó bị Sơn sợ là nhiều khi mà Sơn làm á mọi người, te nó không được ổn định á, lên đúng thật sự ra lên con diều 4 mét nó kỳ công cực kỳ, đó là nó đang còn phơi thì Sơn chưa phơi xong đâu, nhưng mà Sơn muốn quay lên thì như tất cả mọi người đã từng làm, và là mọi người cho Sơn một cái ý kiến gọi là có nên làm hay không, nên có nên làm bằng cái te này không, hay là đi đổi te đi. Thì vì Sơn thấy là cái te này nó bị teo mọi người ạ, khi mà đi phơi nó bị teo. Thì như mọi người có phơi te mà te già nó có bị teo hay không thì Sơn cũng không biết được, tại vì mọi người hãy cho Sơn một cái ý kiến nhá. Thì nhiều khi mà không mình mà làm đấy nó mất rồi, nó bị hư đi thì mất công quá. Thì quý vị và khán giả luôn luôn ủng hộ Sơn hổ nhá. Đây là một cái ống gọi là ống sáo nhá mọi người, ống sáo nhá quý vị. Thì ống sáo này thì hiện tại là Sơn đang phơi cho nó ráo ráo đi một tí, rồi là Sơn sẽ cho uống vài ngày nước, cho nó uống nước xong rồi là Sơn mới cho nó lên bếp được. Thì mấy cái ống sáo này thì Sơn cảm nhận là nó không bị gì hết, mà cũng có bị nít này, nó bị nít này mọi người, nít lên cái mắt đó mọi người, cái nào mà có mắt là nó bị nít. Tại vì trong này thì có hai ống có mắt, một ống thì không, Sơn thấy là không ổn lắm. Khi nào bữa nào phải thay lại không quý vị? Sơn thấy cái ống sáo cái này thì không được gì này, sáo cái này thì ok, hay là nó chưa khô thì Sơn chưa biết được, nhưng mà Sơn thấy mấy cái ống sáo cái sáo con này thì nó không bị gì hết. Thì bây giờ Sơn sẽ quay cho mọi người cùng xem để mọi người đoán được ra, và là mọi người cho Sơn gọi là một cái ý kiến có nên làm hay không nhá. Đây nhá quý vị, quý vị xem này. Thì Sơn cứ nói lai lai giọng để cho vui nha quý vị. Quý vị xem nha, te này là nó bị teo này, quý vị thấy không, nó bị teo. Đấy, Sơn đang sợ là nhiều khi mà lên làm nó không hay cho lắm đâu. Te này cũng thế, nó cũng đang bị teo này. Cái cục này cũng thế, cục nào cũng bị teo hết quý vị à. Thì Sơn cũng đã có đi nấn hết rồi, nó thẳng tâm luôn đấy, không phải là đùa đâu. Cây này thì nó hơi bị cong ở góc kia tí, cây này thì thắng, cây này cũng thắng luôn. Tại vì khi mà te đang còn tươi thì quý vị hãy nên đi nấn cho nó thắng lại, chứ không đến lúc te nó khô đi nấn cực kỳ là khó và hay bị gãy. Thì cái ống sao thì nó bị nít đây này quý vị. Thì quý vị hãy để Sơn nói lại giọng cũ nhá mọi người. Không ai mọi người lại kêu vậy, thằng này ăn này lại like ấy, ngáo rồi thôi chết dở. Như tất đây thì Sơn gọi là hy vọng là te này khi mà Sơn phơi hoàn thành đi mà nó đừng có bị gì thì may ra đang còn làm được quý vị ạ. Chứ mà nó bị gì thì có thể là Sơn không thể nào mà làm nổi, tại vì làm cái con diều 4 mét đâu phải đơn giản đâu, nó cực kỳ là khó nhá. Te thì đang khá là cong, tại vì te khi mà mọi người nấn te tươi nó cực kỳ là khó nấn, nhưng không phải là đùa. Tại vì nấn xong một hồi nó thẳng rồi đúng không, nhưng mà có thể là nó hồi lại ngay lập tức đấy. Nhưng mà Sơn thì vẫn cho nhúng nước nhưng mà nó vẫn bị hồi, thì cứ từ từ đó rồi tính sau. Nếu như mà làm được thì Sơn lại đi nấn tiếp, mà không làm được thì thôi. Thì như tất cả quý vị và khán giả trên kênh Sơn thì hãy cho Sơn một cái ý kiến gọi là có nên làm hay không. Cho gọi là những ai đã từng làm diều mà chưa xem kênh Sơn bao giờ thì mọi người cứ hãy comment cho Sơn nha. Sơn sẽ diệt hết những comment, gọi là đọc hết những comment mọi người đã comment và cho Sơn một cái ý kiến có nên làm hay không. Tại vì te giờ nó bị teo, Sơn nghĩ là cái te này không, do là Sơn rọc cái ở giữa đây mọi người này thì nó mới bị teo, chứ không rọc thì nó không bị teo đâu. Nhưng mà phải rọc đi chứ, khi mà đi nấn đó mọi người, không rọc không được, phải rọc
nên là sơn với rọc, rọc mà giờ bây giờ nó bị teo mất rồi, dễ sợ thật. Ông sáo thì gọi là đang khô dần đấy quý vị này, ống này thì khô rang rồi này, ống này cũng thế này, khô rồi. Mấy ống nhỏ nhỏ thì khô rồi đấy, nhưng mà còn ống to thôi. Giờ mà làm ống to thì cũng hơi khó khăn, tại vì giờ sơn cũng không có một cái gì để gọi là làm quý vị. Thì sơn phải giờ kiếm một cái máy, gọi là máy gì ta, máy mà khoan ở bên trong cái lòng này này, sơn lấy được hết cái lớp này đi, tại vì lớp này nó cực kỳ là giòn, nhưng mà nó gọi là nó sắc lắm. Gọi là lớp này thì nó kiểu gì á, nên là sơn phải bào hết cái lớp này đi, cho dù ống to hay ống nhỏ sơn phải bào đi, chứ không bào là không được. Thì đây là toàn bộ cái một con bốn thanh cánh diều và một bộ sáu bảy quả. Thì sẽ nếu mà làm được thì sơn sẽ sớm có video sơn làm thôi, nhưng mà nếu mà không làm được thì hy vọng là quý vị hãy cho sơn một cái ý kiến chân thật nhất để sơn đi kiếm tre mới nữa, chứ không mà làm lên nó lại hư thì mất công của sơn lắm đấy. Thì hy vọng là quý vị nếu mà ai mà biết mà đã từng làm rồi, ai đã từng phơi tre hoặc là gặp hiện tượng này nhưng mà khi mà làm thì nó vẫn ok, thì hãy comment cho sơn nhá. Thì ngày hôm nay sơn chỉ quay lên và hỏi ý kiến tất cả mọi người, thì như kiểu hy vọng là mọi người luôn luôn ủng hộ sơn và like đăng ký kênh cho sơn, tại vì sơn thì bữa nay hết tre làm rồi, còn mấy cái tre ngây ngây ngóng áo này thì không ăn thua. Thì bây giờ để sơn dựng lên một cái khung diều cho tất cả mọi người cùng xem này nhá. Sơn cũng đã xếp ra hết khung rồi nhá quý vị. Thì hy vọng là quý vị sẽ luôn luôn ủng hộ cho sơn một lượt like, một lượt đăng ký kênh, thì nó như hơn một cả cái thuyền luôn đó quý vị ạ. Lần này mà lên trời thì cái bụng hiện tại là nó đang hơi to tí nhá, để sơn khép lại cái bụng nhá, bụng nó đang hơi ớn một tí. Bụng lần này sơn làm vừa thôi, chứ làm to quá thì dẻo nó khó bay, vừa tầm là được rồi. Lần trước sơn làm mới to quá, không phải là to, do là to mà kiểu là cái dính nơi cái mắt đó mọi người. Lần trước sơn làm dính ngay nơi cái mắt đó, nên là sơn phải thay đổi đi. Hy vọng là quý vị sẽ luôn luôn ủng hộ cho Sơn Hô TV nha. Thì Sơn Hô chỉ cần quý vị sẽ cho sơn một lượt like, một lượt đăng ký kênh là niềm vui của Sơn Hô TV. Hy vọng là quý vị sẽ luôn luôn ủng hộ cho sơn nha. Đây là một cái bộ sao của cái con diều này luôn. Thì bộ sao này là bay quá, và cái con diều này thì cũng 4 mét, nhưng mà sơn đang sợ là làm lên nó sẽ bị un neo, nên là sơn phải hỏi ý kiến tất cả mọi người có nên làm hay không. Thì hy vọng là quý vị sẽ luôn luôn ủng hộ cho Sơn Hô TV nha. Mệt quá quý vị ơi, giờ gọi là nó to quá, không có chỗ để quay cho tất cả quý vị cùng xem. Nhưng mà hy vọng là quý vị sẽ luôn luôn ủng hộ cho sơn nha. Thì bây giờ sơn chào quý vị và bye bye tất cả quý vị. Hẹn vào quý vị vào ngày mai tiếp theo của sơn nha.